Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2024. Để góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, củng cố các thành viên và duy trì hoạt động của 54 tổ tự quản bảo vệ môi trường, triển khai thực hiện tốt các phong trào đề án như công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh giai đoạn 2021-2025, mô hình khu dân cư có cảnh quan môi trường sạch xanh đẹp, mô hình phân loại rác thải sinh hoạt và ủ rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã tổ chức trồng cây xanh, quét dọn vệ sinh trên các tuyến đường thị trấn Tân Thành.